Hello, xin chào mọi người, mình là Thảo và hôm nay xin chào các bạn đến với kênh mà mình sẽ nói về các chủ đề mà theo kiểu là du học, nghề Đức nhiều hơn và thỉnh thoảng mình cũng sẽ kiểu update cuộc sống của mình ở Đức chẳng hạn. Thì hôm nay mình có một cái nói về một cái chủ đề là theo kiểu là bằng cấp ở Đức và theo kiểu là cách mà mình đã học qua 3 năm học ở Đức như thế nào. I'm not tonight, 'cause I'm over with some friends and I'm over sad. Thì qua 3 năm học thì các bạn sẽ theo kiểu là có được 2 cái bằng. Và năm thứ 3 thì sẽ có 2 loại cái bằng, đó là một cái bằng gọi là bằng của trường nghề và một cái bằng gọi là bằng của IHK. Tức là đây sẽ là cái bằng của IHK. Đó. Thì mình sẽ phân tích cho các bạn về bằng của IHK nha. Đây, mình không muốn nó flex nhưng mà kiểu đây chính là cái professionalness của mình. Và đây là cái trang đầu tiên. Và đây chính là cái trang mà thành quả 3 năm học của mình đo. Thì kiểu điểm của mình thì ok, cũng không để nói là cao chót vót nhưng mà kiểu như là nó cũng không để nói là quá tệ. Đó, thì nó sẽ theo kiểu là có hai mặt, một là cái Besani cung là mình đã là Hotel Pháp Bao và nó sẽ ghi là kiểu là được đây Bestanden sẽ được thi ở đâu, và đây chính là cái mà theo kiểu là nó sẽ có được dịch ra tiếng Anh luôn, và các bằng này thì bạn có thể được dùng trong toàn châu Âu luôn á. Thì đây nhiều cũng... bạn có hỏi mình là nếu như mà học cái ngành này ấy, thì có học lên được master hay là theo kiểu là học lên được không, và học cái Hotel Fachfrau thì hơn hay là học Professor Confac, thì câu trả lời của mình ấy, đó là hai cái ngành thì đều học được lên chứ không nhất thiết là phải học hotel. Thì học hotel thì nó rộng hơn, nhưng mà nếu mà học nhà hàng thì các bạn cũng vẫn có thể học lên được. Thì đây là mình sẽ chỉ cho các bạn. Sẽ chỉ cho các bạn là bây giờ mình học xong thì nó sẽ là level, sẽ là mức thứ 4. Nếu mà học lên mức thứ 5 thì nó sẽ theo kiểu là specialist đấy. Còn các bạn bảo là có mình có thể học lên master được không, thì đây sẽ là mức số 6. Nghĩa là các bạn sẽ học từ bước 4 lên bước 5 và từ bước 5 đến bước 6, đó là master này, Fachkaufmann, hoặc là thì nó giống như là bachelor, tức là kiểu như là bằng tốt nghiệp đại học ấy. Còn nếu như mà các bạn muốn học lên nữa thì nó sẽ theo kiểu là Betrieb viết, hoặc nó cũng giống như là master thì họ đã giải thích ở đây. Thì master thì thực sự là kiểu như người Đức ấy cũng rất là ít người có thể đạt được cái trình độ là master kiểu như vậy. Đấy, ok không không. Đây thì đây chính là cái bằng mà mình học cho năm 2. Kiểu các bạn thấy ở đây thì nó theo kiểu là ghi là kiểu như là điểm các môn như nào nhá. Đó, kiểu đây chính là cái bằng năm 2 của mình, thì nó sẽ kiểu ghi là các ngành học như thế nào. Đó, thì đây kiểu như là đây là bằng năm 2, phải nói là cái bằng mà kiểu tốt nhất của mình ấy. Đấy là trong cái bằng mà trong cái thời kỳ corona mà kiểu như là mình chỉ có ở nhà học thôi ấy, xong rồi kiểu như là chả hiểu sao học online, nhưng mà kiểu cái lúc mà trước khi corona đến thì bọn mình có theo kiểu làm cái bài thi ở ở trường rồi, và cái lúc ý thì kiểu như là mình cái lúc ý thì theo kiểu là người ta sẽ kiểu chỉ lấy cái điểm duy nhất mà cái lúc mà mình làm bài thi để lấy cho cả năm học. Và cái năm đấy kiểu như mình hên xui thế nào mà theo kiểu là mình kiểu như là cái bài thi đầu tiên ấy thì mình đều được điểm 1 và điểm 2. Thế là cuối cùng là cả năm học mình chỉ học online thôi và không phải làm bài thi gì hết, mà kiểu như cả năm học mình vẫn được điểm 1 kiểu và điểm 2, mà điểm 1, điểm 2 thì các bạn biết là cái điểm mà theo kiểu cao nhất ở nước Đức kiểu thế. Ok, sau khi phân tích bằng của IHK thì bây giờ mình sẽ nói đến một cái gọi là cái bằng của trường nghề.
thì cái bằng của trường nghề nó có tương tự với cả bằng của IAK hay không? Thì câu trả lời của mình là không. Cái bằng của trường nghề thì là theo kiểu là nó cũng sẽ chỉ là theo kiểu là tổng kết năm học thôi ấy. Nó cũng giống như theo kiểu là các bạn có một cái bằng theo kiểu là tổng kết lớp 12, tổng kết lớp 11 ở Việt Nam. Còn thế còn cái bằng bằng của IHK, tức là theo kiểu là bằng mà chứng tỏ là bạn đã tốt nghiệp ra trường ấy, thì sẽ là theo kiểu là cái bằng mà tốt nghiệp phổ thông. Tức là theo kiểu là bạn có thể học hết lớp 12 và bạn vẫn sẽ có cái bằng gọi là theo kiểu là bằng tổng kết lớp 12. Mà nếu như mà bạn không tham gia cái kỳ thi gọi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn sẽ không có cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, kiểu như thế. Còn bây giờ thì mình cũng không biết là ở Việt Nam có tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông không, nhưng mà trước đây thì là hồi mình học ấy thì là có. Thì các bạn theo kiểu là hiểu nôm na ở đây là theo kiểu là cái bằng của trường nghề nó không xác định được việc là các bạn có ra trường được không, kiểu như vậy. Vì là nhiều người thì có thể là theo kiểu là thế nên là ở đây việc theo kiểu là mặc dù là các bạn không đỗ trường nghề, tức là các bạn có thể là không có cái bằng ở trường nghề, nhưng mà các bạn vẫn tham gia cái kỳ thi của IHK, tức là kỳ thi mà theo kiểu là cấp bằng của bạn cho bạn ấy, thì các bạn vẫn gọi là đã học xong và theo kiểu là các bạn vẫn có dùng cái bằng của IHK này để đi tất cả các nước ở châu Âu ấy, thì cái bằng này nó rất là có giá trị, kiểu như vậy. Thì ngoài ra thì mình cũng có nhiều cái loại bằng khác, kiểu như là đây là một cái bằng mà theo kiểu là mình là Schulsprecher, tức là theo kiểu là người nói của toàn trường ấy. Và cái này theo kiểu là một cái bằng mà theo kiểu là Klassensprecherin, tức là theo kiểu là lớp trưởng. Và kiểu như mình hồi đấy mình cũng chả biết là sao, mình kiểu chỉ nghĩ là ok mình sẽ thử làm thử xem là nó có thú vị gì hay không. Và mình cũng nghĩ là theo kiểu là mình chỉ muốn đạt được cái chức danh này để mình nghĩ là mình là một đứa kiểu Việt Nam chính gốc và mình là một đứa theo kiểu là ngoại quốc ấy. Mình muốn là chứng tỏ cho mọi người thấy là mình vẫn có thể là lớp trưởng, hay là mình vẫn có thể là một người gọi là Schulsprecher, nó theo kiểu là người phát ngôn của toàn trường, kiểu như vậy. Thì mình muốn là có một cái chức danh đấy thôi, nhưng mà khi mà có chức danh đấy rồi thì mình nghĩ là nó cũng, mình thấy là nó không giúp gì cho việc là đi xin việc sau này. Nó không giống như theo kiểu là si ở Việt Nam mà theo kiểu là từng lãnh đạo hay là kiểu thế này thế kia thì các bạn sẽ theo kiểu là xin việc dễ hơn. Mà Đức ấy thì người ta không hề quan tâm đến cái bằng của bạn. Thậm chí là khi mà mình đi xin việc ấy, mình có gửi cái bằng nghề của bằng IHK của mình cho họ, mà người ta còn thậm chí là không xem nữa. Người ta kiểu lúc ấy mình có một cái lúc mà mình phỏng vấn và mình chỉ gửi layman slow thôi, tức là chỉ gửi đơn xin việc thôi và không có cái bằng của IHK này. Người ta kiểu vẫn nhận mình, kiểu như sau khi mà các bạn đi học ra trường 2 năm rồi ấy, thì cái bằng này nó không nói lên được một cái giá trị gì hết. Kiểu người ta sẽ nhìn theo kiểu là các bạn đi làm ở đâu, các bạn có kinh nghiệm gì, đi học nghề ở cái nơi nào và cái khách sạn đấy nó ra làm sao, kiểu thế. Kiểu như người ta mà thậm chí là bây giờ kiểu nó thiếu người đến nỗi mà theo kiểu người ta nhận những cái người mà không học hành gì vào làm cơ, kiểu như thế. Nên là mình cảm thấy là ôi mà mình đi học 3 năm chỉ để theo kiểu là có được cái giấy tờ lại Đức thôi, hay là theo kiểu là có một cái gọi là cái Ausbildungszeugnis unbefristet test thôi ấy. Nhưng mà tóm lại thì có bằng thì vẫn tốt hơn là không có bằng. Nên là mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu là việc mà các bạn thi đỗ hay theo kiểu là học xong 3 năm hoặc mà có được tấm bằng, nó vẫn là cái mà theo kiểu là cột mốc đáng ghi nhớ ở lúc trước. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái cuộc nói chuyện có chiều sâu hơn, đó là khi mà kiểu như trong thời gian gần đây thì mình nhận được rất là nhiều cái comment, hay là theo kiểu là có nhiều bạn hỏi mình là thế bây giờ học mà không đỗ được thì làm sao. Trước đây thì mình có nói là bằng cấp ở Đức như thế nào, nhưng mà nhiều bạn thì sẽ nghĩ là thế bây giờ mình không đỗ thì sẽ làm như thế nào. Thì mình nghĩ là kiểu cái suy nghĩ đấy nó chưa bao giờ xuất hiện trong cái đầu mình, và mình nghĩ là kiểu mình phải đỗ, kiểu như mình nghĩ là mình không có một con đường nào khác mà mình phải đỗ và mình phải học
để đỗ được. À, ngay từ đầu mà cái suy nghĩ là có là mình không đỗ thì ra làm sao, nó vẫn là theo kiểu là một cái mindset sai ấy. Kiểu như nếu như các bạn nghĩ là bây giờ mình không đỗ được và mình phải rời khỏi nước Đức thì sẽ làm sao, và ngay cái suy nghĩ đấy sẽ khiến cho các bạn là cảm thấy là nó khó, hành trình nó khó khăn. Nhưng mà sau nhận thấy là mình thấy là sau khi 3 năm học ở Đức ấy, cái việc học nghề nó không hề khó một tí nào. Kiểu như là nó chỉ theo kiểu là các bạn phải học được tốt tiếng Đức. Khi mà học được tốt tiếng Đức rồi ấy, thì cái nội dung ở học ở trường nghề nó không khác gì, nó còn dễ hơn là khi học cấp 3 ở Việt Nam ấy. Mà mình cảm thấy là cái chương trình học ở Việt Nam nó thực sự ở lạ. Và khi mà học nghề thì kiểu là chương trình nó kiểu nhẹ hơn rất là nhiều rồi. Và mình thậm chí là một đứa ở Việt Nam mà kiểu như điểm số của mình là toàn kiểu điểm 1, điểm 2 thôi ấy, thì mình kiểu không biết là kiểu như là mình không phải đứa thông minh lắm đâu. Kiểu như mình chỉ một đứa kiểu bình thường thôi, và mình chỉ kiểu là chăm học kiểu hàng ngày, mỗi ngày mình kiểu khi đi học ấy thì mình kiểu lôi bài ra mình kiểu đọc lại, và theo kiểu là mình cũng theo kiểu ôn bình thường thôi. Còn các bạn Đức thì công nhận là mình cảm thấy là kiểu như học nghề rất là dễ với các bạn ý. Kiểu như là các bạn ấy chỉ cần là đọc qua hay là các bạn vẫn thể kiểu viết được điểm 1. Nhưng mà bọn mình thì kiểu phải học nhiều hơn, tại vì là cái ngôn ngữ của mình không nắm chắc. Đó, thì cái rào cản duy nhất đây chỉ là cái rào cản ngôn ngữ mà thôi. Khi mà các bạn học được tiếng Đức rồi thì cái chương trình học nghề nó thực sự là rất là dễ thở. Và ok, thì kiểu như đương nhiên là ai cũng nghĩ là sẽ có plan A, tức là theo kiểu là phương án A là các bạn không được trượt. Và phương án B thì mình nghĩ là ở đâu thì cũng vẫn sẽ có phương án B. Thì mình nghĩ là nếu như các bạn cảm thấy là học quá khó, tại vì là khi mà các bạn là có nhiều bạn, mình biết là có nhiều bạn phải học lại kiểu như là 52, 53, tại vì cái điểm số mà theo kiểu là quá thấp, giả sử như điểm 4, điểm 5 mà các bạn cứ lẹt tẹt ấy, thì kiểu như là người ta sẽ bắt bạn học lại. Và khi mà bắt bạn học lại ở đây thì kiểu mình nghĩ là chỉ có nghĩa là một ấy là các bạn chưa thực sự cố gắng, hai là nếu như một cái con đường mà học 3 năm nó rất là khó, các bạn có thể chọn một cái phương án thứ hai, đó là phương án mà theo kiểu là học Fachkraft in Gastbewerbe, tức là theo kiểu là học chế độ chỉ là 1,5 năm đến 2 năm thôi. Đương nhiên là cái trình độ học, đương nhiên là cái bằng nó không có giá trị bằng cái bằng mà học 3 năm, nhưng mà vẫn sẽ giúp bạn theo kiểu là học được và ra được trường, và theo kiểu là đi làm luôn, kiếm tiền luôn. Đó, mặc dù mình nói là có phương án B, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ là mình phải đạt được cái phương án A. Đó, kiểu như thế, tại vì nó thực sự là nó không hề khó. Kiểu như thế nên là mình cảm thấy là tại sao mình cũng làm được thì các bạn cũng làm được thôi, nên là không phải lo nha. Ok. Và đây thì nhiều, đây chính là cái bộ mà hôm mà mình mặc đi thi. Kiểu như thế, và kiểu không đi thi thì kiểu mình cảm thấy là cái bộ, nên là hôm nay mình sẽ diện cái bộ này cho các bạn cảm thấy là kiểu cảm thấy là ok. Kiểu như ta là hôm đi thi mình có mặc một cái vest nữa, nhưng mà kiểu như thôi thì cái vest thì nó mất rồi, mình kiểu không còn cái vest. Nhưng mà thực ra là hôm đi thi mình có một cái vest đen này, một cái theo kiểu là áo choàng đen nữa, và kiểu cảm thấy là rất là ngầu kiểu thế. Và cảm thấy là kiểu cuối cùng thì mình cũng học xong ấy. Hy vọng là video này sẽ giúp các bạn có thêm động lực để học tiếng Đức, hay là các bạn nào mà đang ở Đức rồi và sắp kỳ có một cái kỳ thi IHK, thì các bạn nghĩ là thì mình khuyên ở đây là các bạn hãy đừng nên áp lực quá. Vậy thì hồi xưa thì mình cũng áp lực cho mình là mình phải đỗ, nhưng mà thực ra là kiểu nó kiểu dễ hơn mình tưởng, tại vì chỉ cần là các bạn nếu như năm nhất, năm hai mà các bạn chỉ có điểm theo kiểu là điểm 2, điểm 3 hay là kiểu điểm 1, kiểu như có nhiều điểm số tốt ấy, các bạn biết là mình đang học tốt và kiểu như là không có gì phải lo cả. Còn nếu như các bạn đang ở Việt Nam và muốn tìm hiểu là cái bằng, hệ thống bằng cấp ở Đức như thế nào, thì mình hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn. Ok, hôm nay thì mình sẽ nói video đến đây thôi. Và hy vọng là cái video này có ích cho các bạn. Và đừng quên là like, follow và share cái video này cho cái bạn bè nào mà các bạn đang
đừng ngần ngại mà chia sẻ cái video này cho những người mà đang học tiếng Đức hay là theo kiểu là bạn nào cần cái video này nha. Mình sẽ rất cảm ơn. Ok, bye bye. Und tschüss und bis bye.